Viện chuyên tu tổ chức lễ phóng sanh. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng: Niệm Phật phóng sanh ăn chay chuyển được túc nghiệp. Thời gian ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện và quý Phật tử đang xem trực tiếp trên YouTube và trang web vô lượng thọ.vn về cái buổi lễ phóng sanh sáng hôm nay tại Viện Chiên Tu. Hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Tại Viện Chiên Tu tổ chức lễ phóng sanh lớn nhân ngày rằm tháng Giêng do cô Phật tử Loan Nguyễn ở Kentucky, Hoa Kỳ phát tâm 30 triệu và đoàn của cô Lan, chú Vương cộng với một số quý Phật tử, cô Diệu Nga ở Hà Nội, quý Phật tử ở Long An và tại chùa Quan Thế Âm. Xung vào cái buổi lễ phóng sanh hôm nay là 50 triệu đồng. Với cái duyên phóng sanh thù thắng nhau ngày rằm tháng Giêng, trước khi vô lễ phóng sanh thì Giác Nhàn sẽ có vài lời để chia sẻ. Sau đó thầy Nhuận Binh sẽ đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong văn sao, rồi sẽ làm lễ phóng sanh. Kính thưa toàn thể quý vị, lễ phóng sanh được Đức Phật nói trong kinh Đại Tập: chùa nào, nhà nào, nơi nào phóng sanh thì nơi đó con thảo cháu hiền, nhà đó gia hòa vạn sự hưng, tức là gia đình đã được hòa thuận và hưng thịnh. Chùa nào thường phóng sanh thì chùa đó Phật tử văn tập về rất là đông. Đó là cái công đức quy tụ đồ chúng, hay nói khác hơn là những người có thiện căn phước đức nhân duyên về lòng từ không giết thì họ thấy phóng sanh họ rất là hoan hỷ. Vì vậy cho nên phóng sanh là một cái công đức rất là thù thắng. Nó thuộc cái công đức lòng từ không giết ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mà mười phương chư Phật thành Phật cũng phải dùng cái công đức đó là lòng từ không giết. Nếu mà người đó không giết và không ăn thịt chúng sanh, tức là người này không kết oán thù với chúng sanh, là với loài súc sanh và tất cả chúng sanh, họ không có gây oán thù. Còn nếu người nào mà ăn thịt chúng sanh và thường khuyên người khác giết và vui theo để giết, nếu mà mình ăn thì gần như là vui theo để giết, thì người này đã kết oán thù, tức là kết cái nhân ác, rồi sẽ gặp một cái duyên ác và gặp cái quả báo ác đến với họ, không trốn thoát đi đâu được hết. Vì vậy cho nên người nào muốn tránh được cái nhân ác và cái quả ác thì người này phải kiên giết, phóng sanh ăn chay. Còn người nào mà thường gặp những cái nhân ác, cái duyên ác và quả ác thì người này thích ăn thịt chúng sanh, vui theo những người khác giết và thường giết chúng sanh. Đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên trong kinh mới nói rằng là muốn tránh nhân ác thì phải kiên giết phóng sanh ăn chay. Và muốn gieo cái lòng từ bi với tất cả chúng sanh thì người này phải thường xuyên phóng sanh, khuyên người khác phóng sanh. Có nhiều người hỏi là bây giờ họ ăn chay rồi, họ không có giết nữa và họ không có điều kiện phóng sanh, như vậy có được hay không? Thì chúng tôi khuyên rằng là tuy rằng quý vị ăn chay trường rồi, quý vị không có giết nữa, nhưng mà cái túc nghiệp trong đời này trước khi quý vị ăn chay thì quý vị đã có ăn thịt và có sát sanh, cho nên cái túc nghiệp này nó vẫn còn nằm đó. Thứ hai nữa là nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo cái nghiệp sát sanh rồi, cho nên cái túc nghiệp nó cũng còn đó. Cho nên cũng không lạ gì có những người người ta ăn chay, người ta phóng sanh rồi nhưng mà người ta vẫn trả cái túc nghiệp đó, người ta vẫn bệnh hoạn, gặp chướng ngại
Thì cái đó là do cái túc nghiệp hiện ra, chứ không phải ăn chay phóng sanh mà sao lại vẫn bị những cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là nhân quả nó thông ba đời. Vì vậy chúng tôi khuyên mọi người là khi mình đã ăn chay rồi thì mình phải nên khuyên người kiên giết và khuyên người phóng sanh, và bản thân mình bỏ ra tịnh tài phóng sanh. Nếu mình không có tiền, không có tịnh tài thì mình tùy hỷ phóng sanh. Cũng như hôm nay là tất cả mọi người, chúng tôi đã gửi đường link bên Úc, bên Mỹ, bên Canada, bên Pháp, vân vân, các nơi họ đều đang xem trực tiếp phóng sanh chung với Pháp hội chúng ta. Tuy rằng họ không có kịp thời gian để họ gửi tiền về, nhưng mà hôm nay họ tùy hỷ 50 triệu phóng sanh thì họ đã có cái công đức tùy hỷ 50 triệu phóng sanh. Điều này chính xác vô cùng. Vì vậy cho nên hôm nay cái duyên mà Pháp hội mình từ đầu năm đến giờ thì cái duyên phóng sanh năm nay rất thù thắng. Vì chúng tôi mơ ước có một chỗ để thả, thì ở dưới Đại Ninh có chùa Linh Quang, tổ đình của sư bà Hải Triệu Âm, quý sư cô đã làm một cái bãi mà chúng tôi thả tại cái sông Đại Ninh rất là thích. Mùng 4 Tết đã làm trên 50 triệu và hôm nay tiếp tục quý Phật tử đã hưởng ứng cái chương trình phóng sanh này. Vì vậy cho nên thường đôi khi chúng ta không hiểu nhân quả, không tin nhân quả và không biết cái nhân quả nó đến lúc nào chúng ta không biết. Mình nói mình có niệm Phật, mình có trì chú, mình có niệm Quan Âm, mình có tụng kinh, mình có ăn chay, thỉnh thoảng mình có phóng sanh mà sao gia đình cứ rắc rối, rồi bệnh hoạn xảy ra, rồi mọi việc nó không như ý là lý do gì? Lý do là cái phước và cái công đức mình tu trong cái lúc hiện tại này so với cái túc nghiệp xấu ác của nhiều đời và trước khi mình tu nó quá sâu dày. Hiểu ra chỗ này. Nhiều lúc quý vị có hỏi, ổ vì sao thầy Giác Nhàn ổng phóng sanh, ổng khuyên người ăn chay mà sao ổng bị mổ ruột thừa? Chứ giờ chúng tôi chưa có nói điều này. Lúc trước, năm ngoái chúng tôi bị mổ ruột thừa. Như vậy cái ruột thừa này có phải là từ khi bắt đầu mình ăn chay, mình phóng sanh nó bị cái nghiệp đó? Chắc chắn là trước khi ăn chay phóng sanh tu hành, lúc trước còn nhỏ chúng tôi vẫn ăn thịt, gia đình mỗi năm giết một con heo. Rồi trước đó nữa là mình không biết nhiều đời mình đã tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh thì mình trả cái túc nghiệp đó. Khi mình hiểu ra được điều này thì mình rất là hoan hỷ và mình sẽ tiếp tục làm điều thiện. Bởi vì cái túc nghiệp mình chưa đủ sức công phu để đột phá. Và cái công đức phóng sanh chưa đủ sức công phu để đột phá cái túc nghiệp giết chóc chúng sanh này. Cho nên thành ra mình hoan hỷ mình trả. Nhưng mà đặc biệt cái người mà họ có phóng sanh, họ có niệm Phật, trì đại bi, tu hành á, thì cái túc nghiệp của đời trước nặng thay vì họ phải gãy xương sống. Nhưng mà họ gãy thay vì 5-7 đốt thì có 2-3 đốt thôi, hoặc họ nhanh hết hơn. Hoặc giả là nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Thêm đó nữa là khi mà họ trả nghiệp mà họ biết niệm Phật, họ biết niệm Quan Âm, họ sám hối, họ trì đại bi, thì cái thân có bệnh mà tâm họ không đau khổ. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt của người tu. Cũng có bệnh, người tu cũng có bệnh là do cái túc nghiệp. Túc nghiệp sát sanh của nhiều đời và trong đời này, cái túc nghiệp ăn thịt chúng sanh của nhiều đời và trong đời này. Nhưng mà trong hiện nghiệp là họ đang tu thiện, họ tích đức, thì chắc chắn là cái túc nghiệp xấu ác của đời trước đó nó gặp cái tâm mình đang tu hành rộng mở thì nó sẽ nặng thành nhẹ. Cũng như là một cái chén màu đen đổ vào trong một lưu nước trong thì cái màu đen này bị pha loãng. Cái màu đen là hắc nghiệp, là ác nghiệp. Mà ác nghiệp này vào trong một cái tâm rộng như cái lưu, như cái hồ nước, mà nước trong đó tượng trưng cho tâm thanh tịnh, tâm có tích thiện, tu hành, niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, thì cái điều ác mà hắc nghiệp là chén nước phẩm màu đen đó, mà bỏ vào trong cái lưu nước, trong cái hồ nước trong đó thì nó pha loãng. Cũng vậy, cái ác nghiệp của đời trước là túc nghiệp xấu ác đi vào trong cái tâm của người biết ăn chay trường, niệm Phật, phóng sanh, kiên giết, trì đại bi, tu hành, tu nhân tích đức, thương những người nghèo, giúp đỡ những người ngõ bụa, thì chắc chắn cái điều xấu ác này vào trong cái tâm này nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Đây là quy luật của nhân quả mà trong kinh Trường A Hàm Đức Phật mới nói là phẩm hạt muối. Một nắm muối mặn tượng trưng cho nghiệp ác, bỏ vào trong cái hồ nước, vào cái lưu nước thì nó pha loãng đi. Nếu mà nắm muối là điều ác đó mà bỏ vào trong chén nước, tức là bỏ vào trong cái tâm ích kỷ hẹp hòi không biết tu tập, thì điều ác nặng, nó sẽ nặng hơn. Một nắm muối bỏ vào chén nước thì mặn chát uống không được, mà bỏ vô lưu nước thì pha loãng đi. Đó là phẩm kinh hạt muối Nikaya Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy như vậy. Cho nên có nhiều người, người ta bị thói chuyển bồ đề tâm. Là sao? Tôi niệm Phật, tôi trì đại bi, tôi niệm Quan Âm, tôi tụng Phổ Môn buổi sáng, tụng kinh Di Đà buổi chiều,
Tôi cũng có phóng sanh mà thỉnh thoảng tôi ăn chay trường mà sao mà nhà tôi cứ rắc rối xảy ra. Rồi nhà tôi cứ gặp những chuyện trục trặc trắc trở, làm ăn thất thoát, con cái ngỗ nghịch. Lý do gì? Do cái túc nghiệp của đời trước. Phải hiểu cái chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Khi mình hiểu được cái túc nghiệp của đời trước, tuy rằng mình không thấy nhưng mà mình tin trong kinh nói là có túc nghiệp của đời trước, thì mình hoan hỷ vui vẻ mà trả. Thì chính cái tâm hoan hỷ vui vẻ mà trả như vậy thì nó nhanh hết. Cái chỗ này là cái đạo lý phóng sanh phải hiểu cho rõ. Chứ còn không ra là quý vị bỏ tiền phóng sanh mà vẫn có điều trắc trở trong gia đình mình thối chuyển. Cái phóng sanh vô ích. Phóng sanh làm gì mà gia đình vẫn rắc rối? Gia đình rắc rối đó là do nhiều đời mình đã hại mạng chúng sanh. Mà trong đời này trước khi tu mình có hại không? Có. Tuy rằng mình không trực tiếp mình giết, mà mình đem tiền đi ra mua, mình thuê người ta giết, cũng là có cái gián tiếp giết. Vẫn là cái chuyện đó là mình phải trả nghiệp chứ. Đây, trước khi cái phóng sanh chúng tôi khai thị trong văn sao Ấn Tổ nói điều này để cho chúng ta tin tưởng cái pháp phóng sanh này. Bây giờ làm sao để đột phá để cái túc nghiệp đây? Muốn đột phá túc nghiệp thì Ấn Tổ nói là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm Quan Âm mới hồng tiêu túc nghiệp, trì thần chú đại bi mới hồng tiêu túc nghiệp, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Di Đà là tiêu túc nghiệp, phóng sanh là tiêu túc nghiệp. Nhưng mà cái tâm mình làm chưa đủ cái sức cảm ứng với Phật, và chưa đủ thời gian, và cái công đức nó chưa đủ để nó tiêu sạch sành sanh. Nhưng mà nó có tiêu trong đó, nó có tiêu trong đó, chắc chắn là nó có tiêu. Như vậy là một mặt bên cạnh là mình phóng sanh kiên giết, khuyên người phóng sanh, khuyên người kiên giết, ăn chay, khuyên người ăn chay, đó là tự hành hóa tha. Một mặt mình niệm Phật, khuyên người niệm Phật, niệm Quán Âm, khuyên người niệm Quán Âm, trì thần chú đại bi một ngày ít nhất là 25 biến, hoặc là 50 biến, hoặc là 75 biến. Trên chùa mình có thầy Nhật Thiện, một số các thầy như thầy Minh ở đây là 108 biến. Đó, thì mình cứ tha thiết mình làm như vậy, một thời gian nó sẽ đột phá được cái túc nghiệp này. Mà khi nó đột phá được cái túc nghiệp này là ban ngày mình thấy an vui, ít khởi vọng tưởng. Dẫu cho người đó người ta hại mình, người ta xấu ác, người ta hại mình, mình tìm cách mình chống đỡ lại, mình khuyên nhủ không được, thì mình chấp nhận hoan hỷ trả, nhưng tâm không gây oán thù với họ, không gây bực tức với họ. Còn nếu các vị Bồ Tát tái lai thì khi trả nghiệp là hoan hỷ vui vẻ. Hoan hỷ vui vẻ. Bởi vì các vị đó hãy nhìn thấu được ngũ uẩn giai không, cho nên thành ra các vị đó không có khởi ra phiền não, không có buồn bực, hoan hỷ trả. Còn mình chưa có nhìn thấu được cái ngũ uẩn giai không, chưa chứng được pháp thân thanh tịnh, thì Ấn Tổ nó dùng mọi cách để mình khống chế họ. Một đó là dùng lời an ủi, hai là khuyên những người có cái uy đức hơn để khuyên họ không nên ảnh hại cái tánh mạng mình. Thứ ba nữa là mình dùng mọi cái phương pháp để mà mình đối kháng, nhưng mà không sanh ra tâm oán thù, thì không có oan trái gây cho mình về sau cứ gặp oán thù miết. Vì vậy cho nên cái việc phóng sanh hôm nay thực sự trong văn sao Ấn Tổ ngài đề xướng rất mạnh. Ngài nói cái việc phóng sanh, nếu mà mình hàng ngày cứ đi mua cá để mình thả thì việc này rất là tốt. Nhưng nếu mà mình không khuyên người ăn chay và mình bản thân không ăn chay, mà mình chỉ có đi phóng sanh không, thì cái việc phóng sanh đó nó cũng có công đức, nhưng mà nó không có bằng cái việc mà mình khuyên người ăn chay và mình ăn chay. Bây giờ khi mà mình khuyên người ăn chay và mình ăn chay thì người khác bớt giết. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết của Ấn Tổ ngài khai thị là không tốn tiền nhiều, không nhọc sức nhiều, nhưng mà có kết quả là phóng sanh phải khởi đầu từ ăn chay. Thì khi người ăn chay thì cái sát khí nó được tiêu trừ. Thường quý vị thấy không, vô trong khu chân tu quý vị thấy nó thanh thản thoải mái, cái từ trường nó rất là nhẹ. Lý do gì? Lý do là trong bếp và trong môi trường đó không có sát hại sinh linh, cho nên cái môi trường nó không có sát khí, nó không có âm u. À, muốn cho sát khí tiêu trừ thì người này phải ăn chay. Muốn nuôi dưỡng lòng từ thì người này phải tập phóng sanh. Trong thi kệ Ấn Tổ nói muốn nuôi dưỡng lòng từ thì phải phóng sanh. Muốn cho sát khí tiêu trừ, trong nhà mình không có sát khí, mà nhà mà thường có sát khí là nhà đó lộn xộn. Sát khí từ đâu sanh ra? Từ nơi sát nghiệp. Tuy rằng mình không giết trực tiếp mà mình mua tất cả chúng sanh mang về nhà nấu rang chiên ăn thì trong nhà có sát khí. Cái chỗ này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Trong thi kệ Ấn Tổ nói, chúng tôi chiêm nghiệm hoài cái câu muốn cho lòng từ bi khai mở, mà lòng từ là ban vui, bi là cứu khổ, mà được phát triển rồi đó thì cái phước nó tới ào ào. Bởi vì mình thương người mình mới giúp người, mình thương vật mình mới cứu vật. Và cái lòng từ bi này là một cái công năng nó quá giải độc tố trong cơ thể của mình, thì người này không có bệnh hoạn và sống thọ. Cho nên phóng sanh là người này sống thọ là như vậy đó.
thọ mạng kéo dài là như vậy đó. Và người ăn chay thì khiến cho sát khí trong nhà mình và cả cái quả địa cầu này nó sẽ không còn sát nghiệp. Sát nghiệp là bệnh dịch bệnh nè, là hạn hán nè, là lũ lụt nè, chết con người hàng loạt. Đó là một cái loại sát nghiệp, đó loại là sát khí. Muốn cho sát khí và sát nghiệp này tiêu trừ thì đề xướng phóng sanh cho mạnh và ăn chay cho kịch liệt vào. Và khuyên ai cũng ăn chay hết thì chắc chắn là sát nghiệp nó qua nhanh. Bây giờ có nhiều người người ta hỏi dịch bệnh corona chừng nào nó tiêu trừ ta, chừng nào nó hết ta. Muốn cho nó hết, nó nhanh tiêu trừ và nó diệt con virus này và không còn cái sát nghiệp này thì làm gì? Ăn chay trường đi. Mọi người nếu mà thực sự có thiện căn trên toàn vũ trụ này, trên 200 quốc gia này, phát dũng mãnh lên, họ ăn chay trường hết luôn, họ không có sát sanh nữa, thì tự nhiên cái sát khí là cái sát nghiệp là dịch bệnh này nó tan biến liền. Cái điều này chúng ta không phải tự nói, mà thượng tiên hóa ngài nói, Ấn Tổ ngài nói, Phật nói, Bồ Tát nói, chứ không phải chúng tôi tự nói. Nhưng mà cái chuyện này là dễ làm không? Không, không dễ làm. Bởi vì họ đâu có đủ sức tin họ ăn chay đâu, không đủ sức tin. Cho nên thành ra cái sát nghiệp này nó cứ dây dưa hoài bao nhiêu năm nay, quý vị thấy không? Đó, cái lời thánh hiền nói là không có sai, điều mình không chấp nhận thôi. Mà người mà chấp nhận là người này có thiện căn phước đức nhân duyên rất là thù thắng. Vì vậy cho nên cái việc mà để cho mình giữ vững lòng tin để mà mình phát tâm ăn chay phóng sanh kiên giết á, thì người này phải hiểu được cái đạo lý của nó, là khi mà cái túc nghiệp nó hiện ra đó mà mình chịu làm á, thì cái túc nghiệp này thay vì nặng thì nó thành nhẹ. Và nhất là cái việc mà lúc mình lâm chung, mà ngay bây giờ mình phóng sanh kiên giết, mình ăn chay, thì lúc lâm chung hầu như tất cả các loài chúng sanh oán thù nó không có đến, nó kiếm mình, nó đòi nợ. Mình an nhiên ra đi, chết một cách an lành, gọi là thiện chung. Thiện chung tức là họ chết an lành, sắp xếp trước giờ chết. Đó là người này có phóng sanh, ăn chay, kiên giết, niệm Phật, tu hành. Có nhiều người người ta nói chứ, trời tôi muốn chết cho nhanh giống ông đó đó. Có cái bà đó nằm mười mấy năm bà không chết, lỡ lét cùng mình hết trơn, tôi sợ lắm. Nói thì sợ cái người mà nằm hoài không chết, nhưng mà cái hành động vẫn ăn thịt chúng sanh, vẫn ăn thấy ngon, vẫn vui theo giết. Thì cái việc mà để mong là chết cho nó nhanh, nó ra đi nhẹ nhàng không có đau đớn thì làm gì có chuyện đó, đâu có nhân quả nó tương ứng đâu. Muốn cho chết ra đi nhẹ nhàng, biết trước giờ chết, gọi là thiện chung, ra đi các căn vui vẻ, thì ngay bây giờ phải ăn chay, ngay bây giờ phải kiên giết, ngay bây giờ phải phóng sanh, khuyên mọi người làm những điều lành này và niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, tu hành thì nó mới có được cái quả đó chứ. Muốn cái nhân đó, muốn cái quả đó mà không chịu làm cái nhân, muốn cái quả đó là chết được an vui, ra đi tự tại, các căn vui vẻ, sanh về cõi lành, hoặc niệm Phật sanh về cực lạc, nhưng mà bây giờ lại không chịu phóng sanh, không chịu ăn chay, không chịu kiên giết, thì hỏi làm gì có cái quả báo mà cái lúc mà mình ra đi nó báo đáp lại cho mình, không có đâu. Cho nên ngoài đời nhiều cái họ muốn là như vậy, muốn cho gia đình được sum tụ nè, rồi con cái làm ăn phát đạt nè, gia đình được đoàn tụ không có chia lìa, ông nội chết trước đứa cháu nè, gọi rằng là muốn cho gia đình được đoàn viên nè, bách niên gia lão nè, muốn như vậy nhưng mà không biết phương pháp để làm. Phương pháp đó là gì? Là phóng sanh, kiên giết, ăn chay, niệm Phật, giúp đỡ người lành. Đơn giản phải không? Mà khó làm đấy, không phải dễ làm đâu. Bởi vì người này thực sự họ phải tin được nhân quả, nghe được cái lý, cái sự tu hành, rồi bắt đầu họ mới chịu làm, chứ không phải đơn giản. Đó là cái việc mà trước khi phóng sanh, chúng tôi có vài lời để mà chia sẻ khai thị trong văn sao Tổ sư Ấn Quang. Về thời gian không có được nhiều, giờ thầy Minh sẽ đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, xong rồi chúng ta sẽ làm lễ và A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức cũng như đại chúng và quý liên hữu đang hiện diện và xem trực tiếp online trên mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái, hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng sôi lẫn nhau mà hiện hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi.
lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết, niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Ắt phải sao cho từng câu từng chữ, trong tâm niệm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế, thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đời khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế, thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới dấy sẽ giống như một người chống lại vạn người. Tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả, dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xây chuyển, đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Hiện thời, ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chày tháng, tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi, vẫn cứ niệm y như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị về nhân quả và giáo dục gia đình. Chúng ta trải đời bất quá 60 mấy năm, mà nay trong cõi đời lại có bao nhiêu hiện tượng. Kể từ khi có mặt con người trong trời đất đến nay, phần nhiều đều chưa hề thấy, đời loạn đến cùng cực rồi. Nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình, thì chẳng thể nào hy vọng thái bình được nữa. Mạnh Tử nói ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn, lại nói đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi. Hữu Tử nói quân tử chăm lo nơi cái gốc, gốc được lập thì đạo sanh, hiếu đệ chính là cái gốc của lòng nhân vậy. Như vậy thành Nghiêu Thuấn, đạt lòng nhân chẳng ngoài tận lực, hành hiếu đệ, thoạt đầu chẳng có gì là lạ lùng, đặc biệt huyền diệu, gian nan khốn khổ, đến nỗi dù muốn làm cũng không thể làm được. Ai nấy phải nên gắng sức để khỏi phụ đức tánh, chỉ riêng con người là vạn vật chi linh, sánh cùng thiên địa gọi là tam tài. Trời đất thật rộng, thật lớn, con người chỉ có cái thân 7 thước mà lại có thể xưng ngang hàng với trời đất, là vì có thể tán trợ sự sanh trưởng, nuôi nấng của trời đất, kế tục chí hướng, sự nghiệp của thánh hiền. Nếu không, cứ mưu mẹo, quỷ quyệt, bại hoại luân thường, gây loạn phong tục, gây ô nhục cho cả trời đất lẫn nhân loại, thì hình dáng tuy là người, nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Cầm thú chẳng biết lễ giáo, còn con người biết lễ giáo. Biết lễ mà trái nghịch thì phải ở dưới loài cầm thú. Con người như vậy sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết ác đọa trong tam đồ ác đạo. Con người sao lại khổ sở dùng cái tư chất làm Nghiêu Thuấn, làm bậc nhân từ, để cam lòng mãi mãi làm loài chúng sanh đáng thương trong súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thật ra là do cái tâm gì vậy? Không có gì khác cả. Đều là do giáo dục trong gia đình chưa tới nơi tới chốn, cũng như do chính mình chẳng nỗ lực mà nên nổi. Câu chuyện trộm tiền cha mẹ chết đọa làm dê trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào đời Đường ở Trường An có phong tục sau Tết là mọi người lần lượt thay nhau tổ chức yến tiệc đãi khách. Có ông chủ hiệu văn phòng phẩm tên là Triệu Đại đến phiên đãi tiệc mời khách về nhà. Đúng ngày quan khách vừa tới thì thấy phía trên chiếc cối giả gạo có một bé gái khoảng 13-14 tuổi bị buộc vào một sợi dây trên người mặc quần xanh áo trắng. Bé gái ấy khóc lóc nói với quan khách rằng tôi vốn là con gái của ông chủ nhà này. Năm xưa tôi lấy trộm của cha mẹ 100 quan tiền, định dùng mua son phấn nhưng rồi chết đi chưa kịp mua. Số tiền ấy hiện vẫn còn đặt nguyên ở nhà bếp trong một cái lỗ ở góc phía Tây Bắc. Tôi vì tội ấy mà nay phải làm thân dê. Đứa bé gái vừa nói xong, quan khách nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một con dê xanh đầu trắng. Mọi người kinh hoảng báo lại với chủ nhà là Triệu Đại. Họ Triệu gạn hỏi về hình dáng đứa bé thì quả thật rất giống với con gái của ông đã chết cách đây 2 năm. Lập tức vào tìm trong nhà bếp,
quả nhiên có số tiền còn nằm nguyên nơi bé gái đã nói. Triệu Đại liền mang dê vào chùa phóng sinh, lại phát nguyện từ đó cả nhà đều giữ giới ăn chay. Lời bàn, số tiền trộm cắp vẫn còn nguyên chưa dùng đến, mà quả báo khổ sở đã đến rồi, nhưng cũng không phải là chịu tội oan uổng. Đó quả thật là trăm ngàn muôn thứ đều bỏ lại, chỉ riêng nghiệp báo vẫn mang theo. Xét theo đó lại càng tin sâu nhân quả hơn nữa. Số 3. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Gần đây sát kiếp ngập tràn, nhân dân tử vong, lưu lạc, tan tác, khổ chẳng nói nổi. Cư sĩ Phí Huệ Mậu ở Nam Thông muốn bày cách cứu vãn từ lâu, nên đặc biệt sưu tầm những thánh tượng Quán Thế Âm do những nhà danh họa thuộc năm triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đã vẽ được 142 bức, dùng loại giấy tuyên tốt nhất, in theo lối Kha La Bản 1000 bộ. Ngõ hầu người thấy nghe đều cùng sanh chánh tính, cùng niệm thánh hiệu, cùng tiêu trừ ác nghiệp trong đời trước và đời này, cùng gieo thiện căn Bồ Đề. Phải biết Bồ Tát vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm. Bồ Tát không cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh. Vì thế hệ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khích khao, do chúng sanh trái giác hiệp trần nên thành ra hiện tượng tuy thông mà chẳng thông. Nếu chúng sanh một niệm sanh lòng tin, kiền thành trì thánh hiệu, trái trần hiệp giác, bỏ mê về với ngộ, sẽ lại biến thành hiện tượng chẳng thông mà thông. Vì thế hãy gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng, lại nữa Bồ Tát hiện thân, chẳng chuyên hiện thân hữu tình, ngay như núi sông, cây cối, cầu bến, thuyền bè, lầu đài, nhà cửa, tường vách, thôn xóm cũng đều tùy cơ mà hiện. Ác đều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông, không chỗ trốn tránh, lại được nơi che đầy lớn lao, đủ mọi loại cứu vớt, che chở, khó thể tuyên nói tròn. Kinh Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Quán Âm có nhân duyên lớn với Ta Bà, ngoài việc niệm Phật ra phải trì thêm danh hiệu Quán Âm. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quán Âm sẽ chẳng thể được. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quán Âm trích trong Tăng Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Vào triều đại Nguyên Ngụy có một tăng nhân pháp hiệu là Thích Đạo Thái ở tỉnh Xá Hoành Dương, huyện Thường Sơn. Vị tăng nhân này từng nằm mộng thấy có người đến bảo rằng số mạng của ông sẽ kết thúc vào lúc 42 tuổi. Đến năm đó, thầy mắc bệnh nặng, trong tâm tự nghĩ chắc là không qua khỏi, nên thầy đem y bát và tất cả bạc tiền, đồ đạc vân vân làm lễ trai tăng, bố thí rất lớn để cầu phước. Có người bạn đồng tu thấy thế bèn nói, tôi thấy trong Kinh Phổ Môn, chính kim khẩu của Bổn Sư Thích Tôn, dạy Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô Tận Ý Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Thầy Thích Đạo Thái nghe nói thế có phần cảm ngộ, liền chí thành quy hướng nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm khẩn thiết trì niệm danh hiệu của Ngài, không hề giải đãi. Thầy tinh tấn thực hành trải qua 4 ngày đêm. Bấy giờ lúc Ngài đang ngồi trong mùng, bỗng nhiên thấy có quang minh từ ngoài cửa chiếu vào và thấy hai bàn chân của Quán Âm Đại Sĩ bằng hoàng kim sáng rực chiếu khắp trong thất. Thầy Thích Đạo Thái lật đật vén mùng, quỳ xuống đất cúi đầu đảnh lễ. Khi ngước lên thì cảnh tượng lạ lùng trang nghiêm ấy đã biến mất. Lòng thầy buồn vui lẫn lộn, toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm,
Ngay sau đó liền cảm thấy trong người nhẹ nhàng, thư thái, chứng trọng bệnh nói trên liền được dứt hẳn. Số 4. Tổ sư Ấn Quang khai thị về phóng sanh. Hỏi, nếu ai ai cũng làm việc phóng sanh mà không giết hại, các loài súc sanh sẽ sinh sản càng nhiều. Tương lai thế giới này há chẳng phải sẽ trở thành thế giới cầm thú hay sao? Đáp, như các loài kiến, mối, côn trùng vân vân, loài người không ăn chúng nó để mặc tình chúng tự nhiên sinh sản. Nhưng thế giới ngày nay có phải là thế giới của loài kiến chăng? Hay là thế giới của loài mối, của côn trùng chăng? Thật ra, những loài vật mà ta phóng sanh, khi được tự do sinh sản, được nuôi dưỡng trong thế giới tự nhiên, thì tự chúng có sự điều tiết phù hợp trong sinh thái và sinh sản cân bằng. Nghiệp ác của chúng ta hiện nay vẫn chưa được giải trừ. Nếu lại cứ một mực lo lắng rằng các loài súc sanh trên thế giới sẽ quá nhiều, như vậy có khác nào người nông dân chưa xuống ruộng gieo giống mà lại cứ ngày ngày lo lắng mai sau lúa thóc chín đầy cả ruộng đồng, không sử dụng hết. Lo lắng vô cớ như thế, há chẳng phải là buồn cười lắm sao? Nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình, mảy may không sai chạy. Hiện nay trên thế giới sở dĩ cầm thú rất nhiều, chính là vì trước kia những người giết cầm thú quá nhiều, nay phải hóa sinh làm cầm thú. Như người ăn dê, dê chết rồi thành người, người chết lại thành dê, sinh sinh tử tử trở thành báo oán lẫn nhau, đời đời không dứt. Vì sự oan oan tương báo như thế, cùng làm súc sanh cho nên có thế giới cầm thú. Nếu như người người đều có thể bỏ việc giết hại, làm việc phóng sanh, thì oan nghiệp hận thù giữa súc sanh và con người sẽ dần dần tiêu mất. Cầm thú súc sanh do đó dần dần giảm thiểu. Cõi người, cõi trời ngày càng thêm đông. Như nước sở chẳng ăn ếch mà ếch lại ít dần. Nước thục chẳng ăn cua mà cua tự nhiên ngày càng hiếm. Thời xưa đã có tấm gương sáng, chúng ta nên tự phản tỉnh xét soi. Câu chuyện thoát chết nhờ phóng sanh trứng cá, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào những năm hiệu Tuyên Hòa 1119 đến 1125, vua Tống Huy Tông, có một thương nhân rất giàu có tên Dương Từ. Vào năm 28 tuổi, mộng thấy có một vị thần nói với ông ta rằng, ông sắp chết rồi, chỉ sống thêm 10 ngày nữa. Thế nhưng nếu ông có thể cứu sống 10.000 con cá sẽ được miễn chết. Dương Từ nói, trong 10 ngày ngắn ngủi này, muốn cứu sống 10.000 con cá, e rằng không dễ dàng làm đủ số này. Thần nói, trên Kinh Phật nói, trứng của cá chưa ướp qua muối, ngay cả trải qua 3 năm vẫn có thể ấp trứng nở sanh ra cá. Ông sao không suy nghĩ việc này thế nào? Thế là Dương Từ đã đem giấc mơ gặp thần của mình viết lên trên tường bên đường cái rất nổi bật, để mọi người đều thấy lời của thần linh mách bảo, làm cho ai ai đều biết không nên dùng muối ướp trứng cá. Còn khi ông nhìn thấy người ta giết cá thì xin lấy trứng cá ném vào sông. Cứ thế ông thực hiện rất nhiều lần. Một tháng sau, ông ta lại mộng thấy thần nói, ông đã cứu sống hàng tỷ sanh mạng, con số đã đủ rồi, thọ mạng của ông đã được kéo dài, về sau sống đến 90 tuổi mới chết. Lời bàn, trên kinh sách nói, trứng cá vẫn chưa ngâm muối, trải qua 3 năm, vẫn có thể sống trở lại. Tiên sinh Thí Ngu Sơn nói, cá đã chết rồi, nhẹ nhàng lấy trứng cá ra, đừng làm hư, đừng ngâm muối. Đợi vết nước của chúng hơi khô một chút, đặt ở dưới bùn cát sát mép nước để tránh cá khác đến nuốt ăn. Tự nhiên đều có thể sống được, nhưng nơi đặt trứng cá không được xa nước. Năng lượng mặt trời có thể giúp chúng trưởng thành và ấp nở trứng. Thời nay cũng có một số thực nghiệm chứng minh trứng cá có đủ sức sống rất mạnh mẽ. Thí như một hố vừa mới đào, ngay cả sau cơn mưa, hố đó chỉ nhận được nước mưa, không có nước sông, nước kênh nào khác đổ vào. Sau khi qua một thời gian, phát hiện bên trong lại có thể xuất hiện cá sinh sống. Đối với loại hiện tượng này, các nhà nghiên cứu cho rằng là trước đây trứng cá đã có sẵn trong hố, được bảo vệ dưới đất, gặp nước sinh trưởng thành cá mà tạo ra. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền.
Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại viện Chân Tu tổ chức lễ phóng sanh. Quý Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Quý vị hôm nay mua tất cả các loài chúng sanh đem về để chư tăng quy tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đến lễ chiều hôm nay, con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ, lông chim xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cây chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Phật đã dạy như thế này. Tất cả các loài chúng sanh sở dĩ quý vị mang thân loài xúc sanh là nhiều đời, nhiều kiếp quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp xấu ác từ nơi thân khẩu ý. Đó là nghiệp tham sân si, nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Cho nên tạo nhiều nghiệp xấu ác, cho nên bây giờ phải mang thân loài xúc sanh sống chết cởi trên giao thớt. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy rằng người chết làm dê, dê chết làm người, người chết làm chim, chim chết là người, người cá chết làm cá chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp. Đến ngày hôm nay, may thay quý vị hôm nay gặp các bậc thượng thiện nhân, mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả các vị không còn ở chân chim lòng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ mình cho thanh tịnh, phát tâm quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương tri tịnh thị biến sái tam thiên tánh, không bất đức lợi nhân thiên pháp giới, quảng thân duyên diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân, thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, ca trùng vô sứ bắc siêu luân thị bắc tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bắc nhiễm trần vãn tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đản định đàn tràng sáng khu mộc nhi tác dương xuân khiết é ban nhi thành tịnh độ sở về đạo nội ngoại trung gian vô trừ quế thanh phàm ô uyển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cố é tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni na. Đây các loài chúa sanh kia các người nên nhớ cho, khi bồ thân sống sanh hướng tâm về tam bảo và đường trở lại làm người, để dù gặp chân pháp tinh sơ cùng nguyện thiên ai chuyên điều quan di đà chứng được ngôi bồ thôi để đầu tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát. Chúng sanh này có bao nhiêu đang tai nghe đến những điều dạy rằng các người chiếc lòng trường tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê gây vô tội lắng lại về mang thân sống đồ để chết thường đau khổ luôn về sân có đời đường đâu dù là bay chú lần sau lấy về tận bóng mất cô ta mời ta cần bất cùng với cung đồng hòa lương đau dù kia có ngày thương hồn quang 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 đau ra sông đồi bây sao giờ các vị thiện nhân cứu cho người được khó thân đến đây lại được nhờ ông phép mộ vì người kịp hồi đầu vi phật xong chúc lòng vi pháp vi tăng hết lòng sống chúng sanh kia chẳng như xưa đã ta đúng là tham sân si tự thân mình ý mà sanh ra hôm nay có tâm xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phòng độ tốt chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phóng đi dục chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn hôm nay các vị quy phật công đồ đi ngục qua này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phóng công đồ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không đồ vàng sanh nam mô cờ sống hết bồ tát nam mô cờ sống hết bồ tát bồ tát bồ tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thân như lai nam mô diệu sát thân như lai nam mô quảng bá thân như lai nam mô ly bố uy như lai nam mô cam đạo vương như lai nam mô a di đà như lai quy mật lấy a di đà phật nơi xin vãng nguyện vãng sanh cuối xin đưa từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đời từ đại bi a di đà nam mô a di đà phật 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 nam mô a di đà phật
Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Tất Cả Thần Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Tất Cả Thần Đại Hải Chúng Bồ Tát, Phóng Sanh Công Đức Tu Tánh Hành Vô Vi Thắng Với Gia Hội Hướng Phổ Nguyện Quảng Giới Chư Chúng Sanh Tâm Vọng Vô Lượng Quang Phật Sanh Nguyện Tiêu Tăng Chư Chư Tiền Na Nguyện Đăng Ký Huệ Chân Minh Liệu Để Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Kỳ Phụ Mẫu Hoa Khai Kim Quần Ngộ Vô Sanh Bấn Thân Bồ Tát Vị Phạm Thừa công đức gần đây giữ chúng sanh ai chơi công thân Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đức Dương Đạo Sư A Di Đà Phật, Liên Thọ Thắng Đại Chứng Minh Phụng Nguyên Thượng Châu Bồ Nhữ Tăng Huy Pháp Luân Thượng Chuyên Phong Điều Vua Thượng Quân Thới Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lành. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này quyển trên nghiêm Tây Phương Cõi Đức Phật A Di Đà trên đền bốn ơn đằng dưới cô khổ ba đường. Những người thấy nghe đường điều pháp tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này quyển cầu an cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyền thuộc và tất cả chúng sanh công cộng chư vị đang dân sự kỳ án nơi đây thân tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ. Con làm tăng trưởng phước huệ song tu tự chứng giác tha dân hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hữu kỳ siêu cho tất cả chúng sanh đều bị chích vì dịch bệnh Corona trên toàn thế giới cùng cầu siêu công chân khư pháp danh thiện danh của bà Nguyễn Thị Ngày pháp danh Sa Di Ni Liên Phương Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Bình An cùng hương linh của huyện các tổ hợp nhận lời cứu hồn ở Nguyễn Hà Sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư vị nương tha nhi cùng chư vị hương linh con chuyên với chúng con và các vị ông cha cháu chủ giống nhiều đời như kiếp đang bị chúng con cứu y hoặc vô tình hoặc xưa người sẽ ngày hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đặng na tinh thí tăng ích phước điện ẩm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình dưới vô tình động sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh động thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật tử quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ta phóng lòng vua tự quy phong thâu rõ tinh tạng trí huệ như biển quy tăng xin nguyện chúng sanh thống ly đại chúng tất cả công đại nguyện đem công đưa này hướng về các tất cả để được và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3 tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province, Script Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.